Rồi, chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Quý vị vừa thưởng thức chất âm của Rola V-Quay BR15, một Rola liền công suất đến từ Mỹ quý vị. Bass 40, đo này thì nó sẽ bass từ neo nha. Bass từ neo rất là nhẹ, trọng lượng rất là nhẹ. Thì quý vị thấy kích thước nó rất là bự ha. Chiều ngang của nó là khoảng tầm 52-53cm quý vị. Chiều sâu nó là 43 và cao khoảng 70 ha, 70cm. Thì quý vị thấy cái trọng lượng thùng, cái trọng lượng lúc nãy em xách em thấy cũng nhẹ quý vị, em xách tay thoải mái luôn do nó từ neo rất là nhẹ thoải mái đó, từ neo cũ từ nó gì nè, nhưng mà cái lực hút của nam châm của nó rất lớn nha quý vị, những dòng từ neo đó là sử dụng cái công nghệ cao rồi. Thì ở trên này là quý vị thấy là nó cho treo bát luôn nè ha, nó gắn bát treo đây quý vị, bị quay BR15D, điện 220-240V, dòng này là USA nha quý vị, USA xuất châu Âu à. Đó, USA xuất châu Âu, series BR15D, đó, nút volume ở đây nha quý vị, volume ở đây, đó, đường này là đường out tín hiệu ha. Rồi, đây thì nó ghi là điện 100-220V, tới 240V nha quý vị. Rồi, thì bass đánh cực kỳ lực, đánh lực mà mềm quý vị, tiếng rất là sáng. Này thì chúng ta chỉ cần ghép một con vang số hoặc hoang cơ, rồi kèm vào một cái micro, rồi chúng ta có thể hát karaoke vivu rất là hay quý vị ha, rất là hay luôn. Đó, hoàn liền công suất này quý vị. Ra này thì tổng thể là đèn phản tầm 85-90% ha. 85-90% rồi. Nói chung là đẹp ha, đẹp. Thì quý vị thấy ha, mặt trước nó rất là đẹp luôn. Trước rất là đẹp luôn. Quý vị thấy em vừa test một đoạn nhạc trên Rola này. Rất là tuyệt vời ha. Có mức giá rất là tốt luôn quý vị, rất tốt hơn những đời JB lại ông rất nhiều, nhưng mà cái tiếng bass nó đánh rất là căng, rất là phê ha. Rồi thì mọi chi tiết về tư vấn lắp đặt thì quý vị liên hệ với em qua số điện thoại 0916 517912. Em xin kết thúc video tại đây, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi, xin cảm ơn.